Rồi, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Hi Tech Channel nhé. Thì trong cái video clip này á, mình sẽ hướng dẫn cho các bạn á làm sao để mà giới hạn băng thông á trên cái bộ phát Wi-Fi á TP-Link nha các bạn. Giới hạn băng thông dùng để làm cái gì? Ví dụ như đường truyền nhà bạn á đang là 30 m và bạn muốn lắp thêm một bộ phát Wi-Fi để chia cho hàng xóm sử dụng, nhưng mà chỉ muốn họ xài được tối đa là 10 m đường truyền, không muốn băng thông vượt hơn, để 20 m còn lại bạn có thể sử dụng thoải mái. Đó, nếu mà trường hợp bạn không giới hạn băng thông á, thì cái nhà hàng xóm khi được chia ra người ta vẫn sử dụng được tốc độ 30 m như bạn. Nhưng mà nếu người ta tải phim, lắc game gì đó, nó sẽ khiến cho mạng wifi của bạn bị chậm. Đó, nên việc giới hạn băng thông là rất là cần thiết. Nếu mà các bạn mà kinh doanh theo mô hình nhà trọ hay gì á, thì nên biết cái tính năng này rất là hữu ích nha. Đầu tiên trên điện thoại á, các bạn vào mục Wi-Fi nha. Ở đây là con TP-Link mình vừa mới reset xong á, nên nó sẽ có mặc định tên của nó là TP-Link nha. TP-Link. À, mình chưa reset nha các bạn, nên mình kiếm nút reset cho nó đây. Đây, nhấn xíu nha. Đầu tiên mình sẽ reset nó lại. Ở đây mình sẽ bỏ qua cái bước đổi tên, đổi mật khẩu nha. Mình chỉ hướng dẫn cái bước giới hạn băng thông thôi cho nó nhanh. Các bạn giữ nút reset này nè, để thiết bị nó khôi phục về dạng mặc định nha. Rồi. Khi nào mà các bạn thấy đèn wifi nó sáng lên á, thì tức là nó khởi động xong nha. Đó. Giờ đèn wifi nó vẫn chưa sáng lên nha. Mình nói lại tiếp nha. Ví dụ cái đường truyền mà bạn 30 m, bạn kinh doanh 3 tầng nhà trọ, thì bạn có thể thiết lập á, là 3 tầng nhà trọ, mỗi tầng bạn đặt một thiết bị phát sóng wifi và bạn giới hạn nó là nằm ở khoảng 8 đến 10 m, 8 đến 10 m thôi. Đó, thì tất cả các khách mà mỗi tầng khi người ta sử dụng không bao giờ người ta bị cái tình trạng là quá tải hay rớt mạng được. Vì thật sự là cho dù người ta có xài bao nhiêu đi nữa thì nó cũng không vượt qua được tốc độ 10 m. Đó. À, bây giờ khi mà chúng ta khởi động xong nè, chúng ta chọn vào TP-Link 8965A0 nha. 8965A0. Rồi, nó đã kết nối rồi nè. Chúng ta coi thông tin đăng nhập nha. TP-Link-Login.net nha các bạn. TP-Link-Login. .net không hiểu được ta. TP-Link-Login.net. À, đây nó vô rồi nè các bạn. Nhập username là admin nha. Password cũng là admin nha. À. Đây, các bạn trong phần cài đặt nè. Đổi tên và mật khẩu thì các bạn vào mật không dây các bạn thiết lập nha. Tên nè, mật khẩu nè. Đó, các bạn vô mục này. Còn riêng về việc kiểm soát băng thông nè, các bạn thấy cái mục nè, kiểm soát băng thông. Các bạn nhấn vào đây. Các bạn chọn tính năng là kiểm soát băng thông nha. Dạng khác. Rồi, băng thông ra. Mình sẽ đặt là 10.000. Băng thông vào, mình cũng đặt là 10.000. Tức là tối đa là 10 m nha các bạn. Đó, mình bấm luôn. Rồi. Bây giờ mình sẽ cắm dây mạng cho thiết bị nha. Đầu tiên là mình sẽ kiểm tra coi là nó đã có thể vô mạng được chưa nha. Ừ, đang kết nối là TP-Link nha các bạn. Sẽ thử vô YouTube coi. Rồi. Ừ, hoạt động bình thường nha các bạn. Đó. Đang vô YouTube đây nè. Rồi, bây giờ mình sẽ test băng thông
Cách là mình dùng vô speed test. Speed test. Yêu cầu phải tải phần mềm. Nè, mình đang cập nhật cái phần mềm speed test nha các bạn. Cái phần mềm cũng lâu à, do mình quên. Mình vừa mới giới hạn băng thông cho thiết bị là 10 m. Hàng gì nó đau chậm là đúng mà. Không sao. Để mình tải và mình test cho chính xác cho các bạn luôn nha. Chờ xíu là nó xong rồi các bạn. Làm công nghệ lúc nào phải kiên nhẫn hết. Công nghệ là mất thời gian nhưng mà nó tiện về sau thôi. Cái đường truyền mà internet mình đã đăng ký là tốc độ 22 m nha các bạn. À, giờ mình bắt đầu mình vô mình đo nè. Đâu? Đâu? Lên tí nữa coi. Mình giới hạn tốc độ là 10 m mà nó chạy được có chưa tới 10 luôn các bạn nha. Đó. Thấy không? Này được nè, tải lên được chính nè. Đó thấy không? Thì cái việc giới hạn băng thông này rất là cần thiết nha. Chậm cũng không sao, miễn sao nó dưới cái mức mà bạn cho phép là được nha. Giờ mình sẽ test lại nè cái đường truyền chính của mình nè. Coi nó có ổn định không nha. Mình sẽ vô wifi nè. Chọn cái tên modem chính của nhà mạng nha. Đây. Modem này là modem Viettel đang quên, modem FPT nè, đang xài tốc độ 22 m nè. Giờ mình sẽ test lại. Ứng dụng nó đâu rồi ta? Cài xong cái nó mất luôn ứng dụng. Đây. Speed test. Rồi, giờ mình sẽ đo lại lần nữa. Nhưng mình đo là đường truyền qua FPT nha. Hồi nãy là mình đo là của cái bộ phát, còn bây giờ mình đo FPT nè, đó thấy không? Để tới 37 m nha. Trong khi đăng ký gói có 22 m, liệu có chính xác không nha? Đó. Đăng ký đường truyền mà 22 m mà nó chạy tới 36 m nha các bạn. Không phải dạng vừa đâu. Ghê thật. Đăng ký có 22 m mà chạy như 35 m nha các bạn. Đó, các bạn thấy sự lợi hại của việc giới hạn băng thông chưa? Bây giờ mình có đưa cái modem này cho hàng xóm xài á, thì người ta cũng chỉ xài được tối đa tới 10 m thôi nha. Đó, thì mình đã hướng dẫn cho các bạn giới hạn băng thông trên thiết bị TP-Link nha. Bạn nào chưa biết á, thì cứ comment ở dưới mình sẽ hướng dẫn lại nha. Rồi, tạm biệt các bạn.